Yo, hello tất cả các anh em. Lang thang trên New Feed một thời gian, tớ có thấy một vài comment khá hay của anh em trong cộng đồng. Và tại sao chúng ta không tạo ra một clip trong ngày mưa gió như thế này nhỉ? Nào, không chần chờ gì nữa, vào luôn chủ đề chính thôi. War on. Bạn Cường Nguyễn có nói rằng Catan trồng thêm một ít pylon nữa thì kẻ Urgot chết đói. Tiện thể thì chúng ta cũng đang ở thời kỳ World Heaven trên channel của tớ, thì tớ cũng muốn đưa ra các ý kiến và kiến thức của mình cho tất cả mọi người cùng biết luôn. Có gì ý kiến thì anh em hãy để lại phía dưới comment nhá. Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng pylon là gì. Pylon gọi đúng ra phải là Blackstone Pylon, là tạo vật có cấu tạo từ Blackstone, tiếng Hai Gothic là Noctolic, có màu đen nhẵn, không rõ nguồn gốc, có khả năng đặc biệt là khắc chế hoàn toàn năng lượng psychic của Immaterium hoặc hấp thụ và giải phóng chúng. Chúng cực kỳ quý hiếm vì được các chủng loài hùng mạnh lùng sục khắp thiên hà từ hàng triệu năm trước như Eldari và Necron, nhưng lạ kỳ là chúng chỉ xuất hiện trên các hành tinh có quỹ đạo liên kết với nhau. Chắc chắn đây không phải là điều trùng hợp đúng không các bạn? Đúng rồi đấy. Điều này đã được đế chế nhân loại non trẻ phát hiện chỉ khoảng vài chục nghìn năm gần đây. Chính xác là thiên niên kỷ thứ 41 do Adeptus Mechanicus nghiên cứu và giải mã. Nổi bật phải kể đến cấu trúc đặc biệt trên hành tinh KDA. Con số chính xác Blackstone Pylon trên đây phải lên đến con số hàng nghìn, trải dài khắp bề mặt hành tinh, mọc từ dưới mặt đất mọc lên cao hàng trăm mét. Một con số nhiều điều bất thường đấy các bạn. Heaven dùng để tạo ra kết giới ngăn cách thực tại và xâm lấn của Warp. Nó cực kỳ hiệu quả. Sau sự kiện fail KDA, Archmagos Belisarius Cao đã phát động một cuộc truy tìm và khai thác với quy mô toàn thiên hà. Nhưng cũng từ đây trở đi, chủng tộc Necron đang ngái ngủ cũng đã có cơ hội chạm trán nhiều hơn với nhân loại. Đơn giản thôi, chỉ Necron mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Blackstone. Họ có kinh nghiệm từ hàng chục triệu năm trước, có năng lượng từ hàng triệu mảnh của Tan từ thời World Heaven mà chưa kịp sử dụng. Sở hữu toàn bộ Blackstone thì quả là phù hợp đúng không các bạn? Thế nhưng tại sao nhân loại lại không giao toàn bộ các mảnh Blackstone cho Necron? Giao hết Blackstone cho họ để rồi họ vá Grip lại thì có phải là làm cho các vị chúa hỗn mang chết đói hay sao? Tuy nhiên thì cứ ngây thơ như các bạn thì còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Ở trận KDA, với công nghệ của loài người hoàn toàn không đủ sức để khởi động năng lượng từ các pylon Blackstone. Phải khi mà Chazin The Infinite giúp đỡ sử dụng giao thức khởi động và thả một tái anh hùng mà ông mượn từ thời Horus Heresy đến giờ mới ngăn được cảnh ngay từ giả đầu đế chế đã thua trận. Thứ hai, ngoài hạn chế công nghệ, chúng ta phải nhớ lại câu nói của bố hoàng rằng đế chế không được thỏa hiệp hay nhân nhượng với bất cứ thế lực dây đốt nào. Không phải là ông không nói không, điều đấy không có lý do. Thời kỳ Dark Age of Technology, thời kỳ đã cho chúng ta thấy việc nhân nhượng với mọi chủng tộc khác là thừa thãi và ngu dốt. Vì khi mà đế chế suy yếu dù chỉ một chút, chúng sẽ rút dao đâm chúng ta ngay từ những giây phút đầu tiên. Cho đến hiện tại thì vẫn luôn là thế. Necron là một chủng tộc hùng mạnh, dù có quang minh chính đại vỗ ngược rằng đế chế nhân loại mới là chủng tộc hùng mạnh nhất hiện tại. Nhưng so với những kẻ đã giết những vị thần kiến tạo thì coi thường Necron là điều cực kỳ tùy tiện, nói đúng hơn là suy nghĩ tự sát. Dù cho nhiều lần tôi thương cảm và nói tốt cho Siren King về những gì Necron đã phải trải qua, nhưng xin nhắc lại một lần nữa, Necron không hề là một chủng tộc thân thiện. Điều mà khiến Silent King chưa quét sạch nhân loại từ Terra trở đi, đó là giao thức chỉ huy chưa được tìm thấy, và ông ta vẫn chưa đủ tài nguyên để ngăn chặn một sự xâm lược bành trướng của hỗn mang. Một khi Grip Reed còn tồn tại, quân đoàn Necron còn bị chia cắt, và chắc chắn ngày giáng lâm của chủng tộc này sẽ không dừng lại ở việc hòa hoãn với giống loài phàm trần như con người. Minh chứng là bao nhiêu lãnh thổ ngoài rìa phía Bắc và phía Đông đang bị Necron khởi binh càn quét, bị tiêu diệt như lũ súc vật với danh nghĩa là làm sạch quê hương. Lý do cuối cùng là nếu như Blackstone Pylon, nhân loại kể cả có tìm được cách sử dụng đi chăng nữa, chúng ta phải hiểu nguyên lý hoạt động của chúng cái đã. Các Pylon trên KDA có các lỗ tròn kỳ lạ với vô số khẩu độ khác nhau đều dẫn đến trung tâm tựa như một ma trận phức tạp bên trong chúng. Gió của các vùng đồng hoang trên KDA thổi mạnh vào đây, tạo ra tần số sóng âm vô cùng kỳ lạ.
hội giáo sĩ công nghệ đã sử dụng rất nhiều Servito, đủ mọi loại kích cỡ để trinh sát và quét cấu tạo bên trong những đường hầm ấy. Nhưng kết quả là chúng đều chung một kết cục là mất phương hướng, mất trí và trục trặc. Đấy là may mắn những kẻ còn về được thôi đấy nhá. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Pylon Blackstone bằng một cách nào đó sẽ truyền sức mạnh của nhiều chòm sao lại với nhau và một hệ thống khổng lồ, dị hợm, vượt ngoài hiểu biết của con người. Một ma trận phi vật chất như vậy được những kiến tạo sư của Necron cổ xưa từng đề cập đến. Mục đích của kết giới này là duy trì và mở rộng một trường năng lượng tích điện âm, trái ngược hoàn toàn với điện tích dương của Blackstone Fortress các bạn nhé. Thay vì phóng ra năng lượng, cái này hấp thụ năng lượng từ warp, phản trống rỗng. Đối với mọi thế lực từ thế giới bên kia, đây là bức vạn lý trường thành không thể phá vỡ. Còn với những sinh mệnh như con người, đây là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tại sao ? Các bạn nên nhớ là con người hay bất cứ giống loài khác đều có ý thức. Đa phần đều được Owen từ hàng chục triệu năm trước mượn sức mạnh tâm linh tạo ra mà thôi. Nếu người thường ở trong nơi phát ra trường tâm linh này sẽ có một cái hiện tượng giống như là cực hình đúng nghĩa vậy. Điển hình là trạng thái Stilling hay còn gọi là đóng băng. Đây là trạng thái mà Imperium quan tâm, ưu tiên đặt hẳn cho một cái tên. Một trạng thái chấn động tâm linh nguy hiểm do các Pylon Blackstone trong quá trình tạo nên kết giới này gây ra. Trong khi Necron là những thực thể bất tử, bất hoại bởi bất cứ loại năng lượng nào, thì con người phàm trần lại mỏng manh hơn thế. Nó tạo ra một sóng gây ra hiện tượng hoảng loạn, ảo giác, tuyệt vọng, hôn mê sâu và cuối cùng là kiệt sức, dẫn đến ham muốn tự sát cao hơn bất thường với mọi khu vực không ảnh hưởng khác. Imperium có rất nhiều hành tinh trong trường kết giới như thế. Dù không lo lắng về lực lượng hỗn mang đổi bại, nhưng dân chúng ở đây thường mệt mỏi, suy sụp và nằm yên cho đến khi họ chết. Còn quân đội thì thảm hại hơn thế rất nhiều. Ví dụ như lực lượng Battle Group trong cuộc thập tự chinh Indomitus Calides khi tiến vào vùng Nexus kết giới này. Các Navigator rơi vào trạng thái mất phương hướng. Hạm đội di chuyển chậm chạp nhưng tổn thất năng lượng một cách vô lý. Trường Gallenfield bảo vệ thân tàu khỏi lực lượng Demon cũng bỗng nhiên sụp đổ. Nặng nề hơn là những người lính bên trong điểm tập kết hậu phương, tiếng đạn Bolter liên tục vang lên, nhưng không phải là giao chiến với kẻ thù, mà là từ chính họng súng của các Commissar trong nỗ lực răn đe những kẻ mất tinh thần chiến đấu. Nhưng ngay cả khi điều này xảy ra bất thường đi chăng nữa, thì cũng mau chóng tỏ ra vô ích. Ngay cả chính đội ngũ Commissar cũng bất lực và có những chính ủy tự tay kết liễu đời mình vì không thể kiểm soát được tình hình. Psyker còn kinh khủng hơn nữa. Dù binh đoàn này là lực lượng được huấn luyện để kiểm soát tình hình, nhưng vô cùng vô dụng trong nỗ lực kiềm chế. Mắt và tai của họ bắt đầu chảy máu. Có người mô tả rằng họ như bị chết đuối liên tục trong tâm thức. Một số nỗ lực tự sát nhiều đến mức chỉ huy phải cắt cử một lực lượng vệ sĩ bảo vệ họ bởi chính họ. Những kẻ có năng lực tâm linh yếu hơn thì vật lộn để năng lực của mình có thể tồn tại. Đó, các cậu thấy đây, nó đâu phải là thứ gì bảo vệ ta nó cũng đều tốt đẹp đâu. Hãy thử nghĩ rằng điều này mà được Necron sử dụng toàn thiên hà, nhân loại liệu có bao nhiêu phần trăm sống sót? Tuy nhiên, không nên quá hoảng loạn. Có một thứ mà đế chế đã nhận ra rằng có thể tạm thời khắc chế được làn sóng này khỏi tâm trí, đó là vững vàng với đức tin tuyệt đối. Bằng chứng là lực lượng Adepta Sororita, hội chị em của chúng ta gần như miễn nhiễm với chúng. Họ bảo, thứ cứu rỗi chúng ta có lẽ là đức tin đúng nghĩa. Chúng giúp tâm trí không dao động, không sợ hãi và thậm chí mạnh mẽ hơn nữa trước cận kề cái chết. Quả là đáng sợ nhất là lũ cuồng tín đúng không các ông nhỉ? À tiện thì tớ cũng trả lời luôn cho nhiều bạn. Có nhiều bạn bĩu môi nói rằng, ui dao ơi, có mỗi cái Blackstone Fortress lão Abaddon rỗi không chơi nữa ném xuống mà đã nổ tung KDA rồi. Đúng là hành tinh này có cấu trúc phá tồi tệ. À vậy thì chúng ta phải đến với cái trailer game Battlefleet Amanda. Có một đoạn như thế này nhá, để tôi cho các cậu xem. You speak in meaningless riddles. What are the fortresses in the stars? Answer me or die now. Stop this foolishness. I have consorted with creatures far more powerful than you. Speak, crone. But I will remember your insolence. Seek the hand of darkness. Take the eye of night. With these, the citadels will be yours to command.
A chorus of a billion throats will cry your name in fear and hatred. The stars themselves will run red with blood. If you have the courage for it, War Master. Các bạn có biết đây là ai không? Cô tư hoan mỹ, kiêu ngạo gian xảo. Ai vào đây ngoài một mảnh cửa than của The Decipher, kẻ lừa Silent King hiến cả dân tộc mình và kim loại sống cơ chứ? What? Tại sao hắn lại đây ý à? Lão vẫn cay cái vụ cả chủng tộc cửa than hung mạnh bị Blackstone Fortress làm cho tổn thất nặng nề ấy mà. Hắn ban đầu định phá hủy cái pháo đài này trước mặt Abaddon cho hắn cay. Cơ mà sau khi nghe đến sự ngây thơ của tấm chiêu mới Abaddon đến từ Chaos, nên lão muốn thử luôn xem các tạo vật của Necron có còn hoạt động không ấy mà. Đúng là thâm như cửa than. Nếu các trụ không hoạt động nữa, thì đây là báo hiệu của việc Necron đã suy yếu và lão hoàn toàn có thể nổi dậy một lần nữa cùng các người anh em xấu số của mình. Còn không thì Abaddon bị hành sấp mặt lờ, lão vẫn lãi cái vụ phá hủy cái Blackstone Fortress này. Đằng nào hắn cũng thắng, vì vậy hắn chuyển sang bơm đều Abaddon luôn. Các ông tưởng Abaddon nghĩ rằng ra cái vụ là quảng cả cái Blackstone Fortress để vào KDA à? Tôi nghĩ là không hề đâu nhá. KDA mang điện tích âm vì có những pylon đã được khởi động bởi Chazin, còn pháo đài mang điện tích dương, khuếch đại năng lượng từ warp. Giờ bác nào không tin tôi thì lấy cái ổ điện, nối điện âm với điện dương xem có sáng nhất xóm không mà bảo hai năng lượng va chạm với nhau mà nổ to thế. Chính Catan The Decipher đã đứng sau vụ này, nhưng luôn là kẻ đủ khôn ngoan để chuồn trước sự quan sát của chủng tộc Necron. Quay trở lại với vấn đề Blackstone, liệu sau khi Catan đóng hết thực tại lại với Warp thì Chaos God có chết đói hay không? Mình cũng xin làm rõ điều này luôn ngay sau đây. Từ hồi trước War in Heaven, người ta miêu tả rằng Warp như một con sông yên ả, sóng yên biển lặng và chưa hề có bất cứ vị thần nào cai trị. Nhưng sau War in Heaven thì khác, ít nhất là đã có 3 vị thần hỗn mang ra đời. Đó là Khôn, Babalakher và Tzin, đại diện cho những khía cạnh méo mó từ tâm trí hàng vạn giống loài. Điều này khẳng định luôn, chắc chắn con người không phải là món ăn duy nhất mà Chaos God thèm khát. Trải qua hàng chục ngàn năm sau War in Heaven và bao biến cố, sau một khoảng thời gian rất rất dài nữa, thì Slaanesh bắt đầu được sinh ra từ thứ cảm xúc tệ hại, đồi bại của người Eldar. Suy ra, có rất nhiều giống loài khác có cảm xúc mạnh mẽ hơn cả con người các bạn ạ. Và tiếp theo, sau Dark Age of Technology, toàn nhân loại tiếp cận với Warp gần hơn và sinh ra các Psyker, những kẻ có liên kết với cõi hư vô. Và cũng từ đó, có những kẻ thờ phụng Chaos God. Chúng sẵn sàng bán cả linh hồn hay mảnh đất quê hương bao gồm cả đồng bào mình cho bóng tối. Hỗn mang coi đây là cánh cổng để bước vào thực tại, nuốt trọn tinh cầu vào cõi hư vô, đồng nghĩa với việc số phận của nhiều hành tinh không ai biết sẽ đi đâu về đâu. Điên rồ nhất là sau sự kiện Horus Heresy, hơn một nửa Primarch phản trác và hàng ngàn tinh cầu hùng mạnh theo chân Horus phản bội hoàng đế. Sau tất cả, chúng thua trận và lại rút vào cõi hư vô, trực chờ ngay sâu xé nhân loại một lần nữa. Ôi, thế là Chaos God thua thật rồi à? Thôi, hết phim rồi. Ai về nhà nấy thôi, hết Warhammer 40k rồi. Mình là Santa 40k, vĩnh biệt các bạn. Qua ngày thờ, Chaos God chưa bao giờ quan tâm đến nhân loại nhiều như nhiều người vẫn lầm tưởng các bạn ạ. Chắc do các bạn thấy họ hay tấn công nhân loại, hay cử quân đội báng bổ vào cõi thực tại để xâm lược, nên nghĩ rằng bốn vị thần kia thèm khát để chế gì. Còn lâu không ạ? Đành rằng ngày xưa hồi mới non trẻ, vị thần nào cũng cần được tôn thờ để có thêm sức mạnh, nhờ niềm tin giống như các vị thần Eldar như Mesakhen, Isa hay Vâu. Ở Chaos God thì không cần nhiều đến như thế, chúng tồn tại trong Warp hàng triệu năm rồi không ạ? Ngay cả đến Slaanesh, vị chú hôn mang trẻ nhất, cũng ăn gần hết linh hồn của chủng tộc có Psychic mạnh mẽ nhất thiên hà. Vài ba cái linh hồn giặt dẹo của nhân loại mà làm Chaos God thèm khát thế hay sao? Quá người thờ chứ. Chaos God nhà bao việc. Và to việc to nhất của chúng là Great War, một trận chiến vô tận trong Warp. Bốn thế lực liên tục đổ quân và đánh lẫn nhau bằng mọi cách, kẻ dùng sức mạnh, kẻ dùng đừa lọc, kẻ dùng quyền lực, kẻ dùng cám dỗ, mọi cách để đánh nhau đến vô tận bên trong ấy để giành cái ghế làm vua. Bất cứ kẻ nào chiếm ưu thế hơn đều sẽ bị ít nhất 2 đến 3 kẻ túm đánh lại, và cũng từ đó chuyển động tạo thành một dòng năng lượng
chiến tranh tạo ra sức mạnh. Trong chương thứ 5 của cuốn God Blind, lo mới nhất mà Game Workshop đã khẳng định rằng chính vì chiến tranh hoàn mỹ với nhau như thế, Chaos God trở thành một cái động cơ vĩnh cửu rồi. Không còn cần bất cứ kẻ nào mớm cho ăn mới mạnh nữa. Chúng đánh nhau và năng lượng cảm xúc từ hàng vạn vạn tinh cầu và những kẻ thờ phụng sạc lại cho chúng ngay tại quê nhà. Đó mới là điều đáng sợ của bóng tối bây giờ. Vậy tại sao Chaos God lại cứ cử quân đi đánh thực tại nhỉ? Tại sao không cứ đánh nhau không thôi? Có tất cả là 3 lý do. 1. Những kẻ thờ phụng muốn có sân chơi để chứng tỏ năng lực của mình. Bạn là một thằng weebu, gây com ốm miếu, tập tành thờ thân sọ. Nhưng với body thế này, bạn có muốn tham gia grid war, đấm nhau với những sinh vật cao hàng chục mét, hay đi bắt nạt mấy em loli waifu hơn? Là tôi chọn loli. Các ông yên tâm đi, FBI ở tận bên Mỹ cơ mà, không ai bắt tôi đâu. Ladies and gentlemen, we got him. Ôi bớ vào con ơi, cán bộ đánh dân. Ôi anh ơi, em làm gì anh ơi? Thay em ơi. Việc khơi mào những trận chiến ở thực tại này làm cho Chaos God cảm thấy vui vẻ. Vì gieo rắc sợ hãi lên đầu nhân loại là cơ hội để nhiều kẻ bán linh hồn cho quỷ hơn và là cơ hội mở rộng địa bàn của những vị chúa hỗn mang. Thứ hai là vì nếu chiếm được cả hành tinh nào thực tại thì bạn sẽ được thưởng hành tinh đó. Các vị thần hỗn mang luôn hào phóng cơ mà. Từ một kẻ vô danh, bạn hoàn toàn có thể trở thành lãnh chúa của hàng chục tinh cầu và đem nó dâng lên vị thần của mình thì quả là tuyệt vời. Thứ ba, Chaos God sợ hoàng đế không ạ? Như công đã biết, hoàng đế dù ngồi trên ngai, ông vẫn thắp sáng Astrodomican được, chiến đấu hàng chục ngàn năm ánh sáng bên cõi warp bảo vệ nhân loại được và dùng sức mạnh của mình cứu vô số vị tướng tài quân mạnh. Như vụ Woliman và Mortarion vừa rồi, không có bố và Celestian, chắc Woliman giờ chỉ còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Hoàng đế vẫn luôn là mối đe dọa đối với quyền lực của Chaos God. Vì giờ Grid Game đang cân bằng, giờ bố mà trở lại, với quyền lực của mình, cán cân sức mạnh chắc chắn sẽ bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Vì thế, cấu xé nhân loại, hủy hoại lãnh thổ và gieo rắc nỗi sợ hãi là thứ mà các vị thần chắc chắn muốn làm. Với lại giờ đây mà đóng warp lại thì cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên hệ của hoàng đế đối với thực tại luôn. Ngài đang ở trạng thái thực thể tâm linh, giờ bị Pylon đóng lại, không còn ai bên ngài, không còn ai bên kia hoàng đế sẽ bị Chaos God xâu xé. Còn bên này thì chúng ta sẽ bị Necron bẻ vụn, mất cổng tâm linh, con người không thể di chuyển bằng warp travel được nữa, liên lạc cũng mất luôn Astropath luôn, như thế thì có khác nào tự đái vào chân. Vì vậy, tớ muốn túm cái clip dài dãi này của tôi lại bằng 4 câu chốt. 1. Không nên tin tưởng bất cứ loài dây nốt nào cả, nhất là vận mệnh của cả một dân tộc. 2. Blackstone cho đến hiện tại, con người mới chỉ khai thác được 5% năng lực của nó mà thôi. Và nếu muốn sống sót trước bức xạ sông não của Pylon Blackstone, chỉ có đức tin. 3. Chaos God không bị đói nếu không có nhân loại. Chúng tự trị lãnh thổ của mình. Nhân loại còn tồn tại là vì có hoàng đế đang ngày đêm bảo vệ. Hãy tin tưởng ở ngài. Và cuối cùng là pet cộng đồng WM40K sẽ có một sự kiện nhân dịp ngày hè sôi động cho tất cả các anh em. Sự kiện mang tên Cuộc Thập Tự Chinh WM40K. Thế lực của cuộc thi như sau. Pet chúng ta đã có rất nhiều thay viết rồi. Tại sao bây giờ thay vì chỉ viết về WM40K trên group của chúng ta, tại sao chúng ta không viết những cái bài lệ trên những cái group của những thế giới SCFi khác? Hôm nay tớ sẽ phát động chiến dịch ai viết về WM40K thu hút lượt like, share, tương tác cao nhất trong bất cứ page nào khác ngoài vũ trụ WM40K. Bạn viết ở hội máy bay bà già, BitVN, Lan Quế Phường, lớp hướng nghiệp, đàn ông cộng, bất cứ page nào khác giới thiệu về WM40K liên quan đến WM40K đều được tính. Kể cả những câu hỏi này, tranh ảnh về 40K, comment về 40K, chúng tớ đều tính hết. Sau một tháng, nếu tài viết nào thu thập được nhiều lượt quan tâm tương tác nhất, hãy chụp lại cho chúng tớ và gửi vào hộp thư pet, thì được một phần quà là một trong những cuốn trong sự kiện Horus Heresy trị giá 250k, kèm với chữ ký của Santa 40K và cơ hội tham gia sự kiện bốc thăm trúng thưởng sau này mà tớ sẽ tổ chức sau. Thứ hai là những cái mô hình 40K do được đóng góp của đội ngũ admin của cộng đồng page.
Thứ ba là cơ hội nhận được những món quà lưu niệm tổng trị giá là từ 500k đến 1 triệu, tùy vào nhân phẩm của mỗi bạn. Vì vậy, hãy mau chóng ngay từ hôm nay, hãy lên ý tưởng, lên kế hoạch ngay từ bây giờ để tình yêu của chúng ta đối với WM40K được nhận một cách xứng đáng. Hãy tham gia event vì nó miễn phí mà. Rất mong được gặp lại anh em trong ngày gần nhất. The Empire Protect Peace.